Thứ nhất là trân trọng cảm ơn mọi người đã có mặt trong chương trình đào tạo ngày hôm nay. Với cái chuyên đề này thì có lẽ ngồi đây phần lớn các anh chị là giám đốc các doanh nghiệp đúng không ạ? Rồi, bây giờ kiểm tra lại một lần nữa đi. Tất cả các anh chị ai là giám đốc hoặc thành viên hội đồng quản trị của các công ty xin giơ tay cho tôi biết. Rồi, tốt rồi. Thế thì trước khi mà đi vào làm việc chương trình ngày hôm nay thì có cái đề xuất như thế này được không ạ? Thực ra đi học cũng là đi kinh doanh. Có đúng thế không? Đôi khi giám đốc ở nhà bảo nhân viên bán hàng mãi nó không được đơn nào. Thế đi học khóa xong về có khi được vài đơn, đúng không? Vậy thì cũng hy vọng đi. Các anh chị chúng ta cùng với tôi lát nữa sau giờ giải lao thì chúng ta sẽ có một vài phút để mọi người giới thiệu và làm quen với nhau, rồi là kết nối kinh doanh với nhau. Còn bây giờ thì tôi xin phép được vào luôn vấn đề và nội dung của mình để tránh mất thời gian của các anh chị. Đấy. Thì chút nữa xong rồi là trong giờ giải lao mà các anh chị có kết nối ký hợp đồng với nhau thì nhớ chia cho thầy biết. Một số anh chị thì bữa nay mới là bữa đầu tiên chúng ta gặp mặt, thì tôi xin giới thiệu qua một chút. Tôi là Vũ Long, giám đốc tư vấn và đào tạo của Startup Coaching, văn phòng chính của Startup Coaching tại số 10 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế và ở Hà Nội thì chúng tôi cũng có một team làm việc ở bên chỗ Trung Hòa. Và có một số cái cơ sở làm việc tại Hải Phòng cũng như là loanh quanh Hà Nội. Tuy nhiên thì mục đích chính là được tiếp cận với các anh chị là giám đốc các doanh nghiệp với một cái mục tiêu tối thượng. Đó là chúng tôi có cái gì, chia sẻ được gì, có phương pháp nào thì xin được chia sẻ với các anh chị để nâng cao cái năng lực quản trị công ty. Bởi vì là bây giờ hô hào khởi nghiệp thì nhiều lắm. Thế rồi là hô hào khởi sự kinh doanh cũng nhiều lắm. Nhất là các cháu nó mới ra trường bây giờ là nó không thích làm thuê đâu. Mốt bây giờ là cái từ startup nó trở thành thời thượng quá rồi. Thế và một phần còn lại là các doanh nghiệp các anh chị đã hoạt động rồi. Nhưng tôi tin rằng đâu đó vẫn còn những cái khó khăn. Hoặc luôn khó khăn vì cuộc đời kinh doanh nó thế. Đúng không ạ? Thì trong chuyên đề ngày hôm nay với một cái nội dung nó tương đối tổng quát. Là một chuyên đề khó nhưng lại tương đối tổng quát. Vì vậy cho nên là tôi sẽ cố gắng sử dụng các cái phương pháp và phương thức làm thế nào đó để chúng ta lĩnh hội được một cách tốt nhất và nhanh nhất, mà với một cái hy vọng và một cái kỳ vọng cao nhất là chúng ta phải dùng được, chứ còn đi nghe tào lao không thì thôi ở nhà kiếm tiền cho nó nhanh. Tôi sẽ cố gắng. Thì trước khi bước vào cái nội dung ngày hôm nay thì xin có một vài cái điều muốn đặt vấn đề với các anh chị thế này. Chuyên đề của ngày hôm nay đó là khung mô hình kinh doanh và lựa chọn cụ thể hóa chiến lược công ty. Thế thì ở đây nó có hai cái nội hàm, hai cái nhóm vấn đề mà chúng ta sẽ phải bàn đến là khung mô hình kinh doanh và lựa chọn cụ thể hóa chiến lược. Thì ở trong bất kỳ một hoạt động của tổ chức nào, bất kỳ một mục tiêu nào đó mà chúng ta muốn đạt đến hoặc đối với hoạt động của doanh nghiệp, thì người ta nói rằng là cái hướng đi quan trọng hơn tốc độ. Đành rằng em đặt mục tiêu em sẽ đến đó bằng mọi cách, nhưng nếu em đi sai hướng thì rất có thể em sẽ phải đi lại từ đầu. Và đó chính là cái nội hàm sâu xa nhất của cái thứ nó gọi là chiến lược. Nhưng bây giờ thế này, các anh chị có thừa nhận với tôi rằng chúng ta chắc chắn đã đọc rồi, chắc chắn học rồi, chắc chắn tìm hiểu rất nhiều rồi và mầy mò cũng rất nhiều rồi, nếu các anh chị đã bước chân vào làm kinh doanh. Nhưng cái phạm trù gọi là chiến lược kinh doanh đâu đó nó vẫn mông lung quá, đúng không? Một là mông lung, thứ hai đó là có thể chúng ta cũng hiểu rồi đấy, nhưng bắt tay vào viết một bản chiến lược làm sao cho ngắn gọn, xúc tích, sinh động, để trước hết mình có thể hiểu, sau đó truyền thông cho khách hàng, rồi là nhân viên của mình có thể hiểu. Nhưng hiểu rồi chưa đủ, triển khai nó như thế nào lại là một việc gì ạ, rất khác nữa. Thế thì mục tiêu của chương trình này là tôi cố gắng làm thế nào đó định hình một cách vô cùng đơn giản, ngắn gọn, đơn giản, ngắn gọn, để các anh chị có được một cái góc nhìn chân thực và cụ thể nhất cái thứ gọi là chiến lược và các kế hoạch. Sau đó phải viết được nó ra thành một cái bản mô tả. Rồi gì ạ? Lập cái chương trình hành động để thực thi cái chiến lược đó.
Vậy thì cái quá trình mà anh vạch ra cái chiến lược, rồi anh xác định con đường đi đến đấy với các nguồn lực của anh có để xác lập một vị thế có giá trị nào đó trên thị trường, người ta gọi là quản trị, đúng không ạ? Còn nếu các anh không làm được chuyện đó thì quản trị cũng không được mà quản em cũng không xong. Cho nên nếu không có được một cái chiến lược dẫn đường làm kim chỉ nam để hành động thì công ty sẽ rơi vào một trong các bối cảnh sau đây. Một là hoạt động sau vài năm bắt đầu thấy tắc đường, không biết bây giờ nên đi hướng nào, kể cả có tiền. Có những công ty đã đạt được hàng ngàn tỷ nhưng bây giờ loay hoay cái chuyện là bước tiếp theo giờ đi thế nào. Thứ hai là cứ đi chạch hoài, và nếu không cẩn thận, kể cả các anh đã làm được 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm thì vẫn có thể về mo là chuyện rất bình thường. Đó. Bởi vì cái chết trước 1 năm nó có đặc trưng của nó. Cái chết từ 1 năm đến 3 năm của doanh nghiệp nó cũng có đặc trưng của nó. Và từ 3 năm đến 5 năm là cái chết tương đối đau xót, nhưng sau 5 năm mà vẫn chết còn đau xót hơn nữa. Đấy. Mà điển hình của cái chết sau 5 năm là cái chết của sự giàn trải. Sau 5 năm rồi, khỏe rồi, nhà rồi, xe rồi, thư ký chân dài rồi nhưng vẫn chết. Là vì sao ạ? Là vì lúc đấy thường cái bệnh là cái bệnh giàn trải. Có một chút tiền rồi, có một chút vị thế rồi bắt đầu giàn trải. Thế thì cái khung mô hình kinh doanh và cái chiến lược nó giúp cho các anh chị không mắc phải những cái sai lầm như vậy. Đó. Bởi vì thấy tiền thì ai chả ham, đúng không ạ? Thì đó là cái đặt vấn đề hôm nay. Về chương trình làm việc thì chúng ta sẽ cố gắng làm việc với nhau trọn ngày hôm nay. Buổi sáng thì chúng ta bắt đầu hơi trễ hơn so với dự kiến một chút. Tuy nhiên buổi chiều thì không hạn chế về mặt cuối giờ. Các anh chị cứ thoải mái trao đổi cùng với tôi và làm thế nào đó chúng ta giải quyết được một vấn đề. Và sau khi mà chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như là phân tích lại tình hình thì đến chiều ngày hôm qua thì tôi có một cái quyết định như thế này nữa. Cũng xin được trao đổi trước với các anh chị là với một cái hàm lượng kiến thức tương đối nhiều cộng với lại cái chương trình làm việc và hướng dẫn ứng dụng thì trong một ngày chúng ta không thể nào trọn vẹn hết được. Vì nếu tôi cố chạy hết trong một ngày thì có lẽ là các anh chị sẽ không đạt được cái lợi ích tối đa. Vì vậy cho nên là tôi sẽ đề xuất là sau cái chương trình như thế này và đến cái bước gọi là hướng dẫn cụ thể hơn nữa thì tôi sẽ tổ chức một buổi nữa, một seminar để hướng dẫn làm. Tuy nhiên hôm nay thì sẽ hướng dẫn được ở cái bước làm thế nào đó để các anh chị biết làm một cái bản gọi là One Page Strategy, là bản chiến lược nhưng trên một trang giấy thôi, chứ một tập thế này không ai đọc được nhé. Thế và sau đó cụ thể hơn nữa, nếu có thời gian chúng ta đi được đến đâu thì đi, nhưng nếu không đi hết được thì các vấn đề như chiến lược về tài chính, về nhân sự, về R&D, về hậu cần, về marketing thì chúng ta sẽ có một buổi riêng nữa để hướng dẫn và welcome các anh chị. Thì đấy là cái dự kiến cái chương trình làm việc. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ tập trung chính vào nội dung là khung mô hình kinh doanh. Nhưng trước khi tôi nói và trước khi tôi trình bày thì bây giờ tôi xin ý kiến các anh chị một tí. Tôi xin ý kiến các anh chị một tí. Ở đây anh chị nào đã đọc nhiều về quản trị hoặc có nền tảng về quản trị rồi, các anh chị cứ thử nói lên cho cả anh em trong lớp và tôi cùng nghe xem. Theo các anh chị, khung mô hình kinh doanh là gì? Và chiến lược kinh doanh là gì? Các anh hình dung nó ra thế nào? Cấu trúc của nó thế nào? Và nó để làm gì? Câu hỏi thứ nhất là theo các anh chị nhé, ta biết sao nói thế? Ở đây là trong hoạt động gọi là khoa học xã hội, nó không có thằng nào đúng, thằng nào sai. Chỉ có nhiều thằng làm không đúng thôi. Chứ không có khái niệm đúng sai ở đây. Rồi anh chị thử cho ý kiến xem, anh chị quan niệm thế nào là khung mô hình kinh doanh, thế nào là chiến lược kinh doanh? Có lẽ mời anh xem. Vâng. Vâng, xin chào các anh chị, em là tên là Vinh. Dạ. Và có công ty để mình kinh doanh về máy tính thiết bị camera. Ok. Vâng. Chuyên ạ. Thì cái này theo ý em hiểu thôi. Rồi, đúng rồi. Thì các anh chị thông cảm. Dạ. Cái em, theo em thì cái mô, cái chiến lược kinh doanh mà mình đặt ra mục tiêu là cho công ty mình phát triển và mình đưa ra những cái
giải pháp để mình đạt được mục tiêu đấy, dạ, được gọi là chiến lược. Vâng. Còn cái khung của khung cái mô hình kinh doanh đúng không ạ? Dạ. Theo em đó là những cái cái mà mình tổ chức cho cái công ty của mình, ví dụ như là phòng ban như thế nào, hoặc chăm sóc khách hàng ra sao, hoặc là marketing như nào, đấy là những cái khung, cái khung, khung, khung về nhân sự, khung về chiến lược, là về cái cách thức làm việc, cái khung mình chúng ta. Rồi, rất cảm ơn anh. Vậy hỏi thêm chút nữa, công ty anh làm chiến lược chưa? Chiến lược thì nó đúng là em chưa làm. Dạ, vấn đề ở chỗ đó. Chúng ta mường tượng ra đâu đó nó cũng gần đúng cả, nó cũng gần chính xác cả, nhưng thường thì chúng ta chưa thực sự bắt tay vào nó. Bởi vì sao? Mở doanh nghiệp ra một cái là gì ạ? Em lo bán hàng ngay từ buổi đầu tiên, đúng không? Em lo chạy tiền ngay từ buổi đầu tiên, và những thứ khác từ từ, những thứ khác từ từ. Và cứ từ từ mãi như thế, thậm chí 10 năm vẫn không biết chúng ta sẽ đi bằng cách nào. Đó là vấn đề. Rồi, ok. Tốt quá. Vậy thì sau hôm nay về hoạch định nha. Rồi hãy làm. Giống như anh này 59 tuổi rồi mới chuẩn bị khởi sự kinh doanh đây. Thì tôi cũng khuyên là ông từ từ cũng thành lập công ty. Ông định hình cho nó rõ đã. Xong rồi ông có làm. Chứ tự nhiên là chưa biết sẽ làm gì cả. Mất độ 6-7 tháng, thậm chí đến 1 năm để chuẩn bị. Là ra ngay cái công ty một cái, thế là thuế má môi trường đủ thứ, thương binh xã hội, phụ nữ, bán vé xem ca nhạc, đúng không, đủ thứ trên đời. Mời ý kiến một bạn gái xem. À, cô áo vàng, à, nổi bật nhất cô áo vàng. Về mô hình kinh doanh ấy, cái này thì em có đọc cái quyển mô hình kinh doanh được mấy trang đầu, nhưng mà em tưởng tượng được là nó sẽ có 9 cái mạng, nhưng mà đọc sâu vào thì mình chưa thực sự hiểu lắm. À. Thì em đang vận hành cái trung tâm tiếng Anh. À. Khi mà mình cũng chưa học bài về kinh doanh. À. Đấy, cho nên là hôm nay mới tới để nghe thầy và hiểu rõ hơn về cái mô hình kinh doanh. À. Thế vận hành trung tâm tiếng Anh được lâu chưa? Em thì được 2 năm rồi. 2 năm rồi, kinh doanh tư nhân hay là công ty rồi? À, công ty ạ. Công ty rồi hả? Thì đấy. Ok, rất cảm ơn. Rất cảm ơn các anh chị. À, đâu đó có người chưa thực sự bắt vào kinh doanh, có những người đã làm rồi, nhưng mà thường thì chúng ta bỏ qua cái khâu hoạch định. À, cũng không sao. Bởi vì đôi khi có chút nguồn lực và có một chút đam mê, có một nền tảng kinh doanh nào đó thì chúng ta sẽ bắt tay ngay vào công việc mà tạm thời không hoạch định. Nhưng lời khuyên vô cùng chân thành trước khi tôi bắt đầu đó là làm gì thì làm, xác định đường đi trước cho nó rõ. Và như thế thì nếu có một đường đi trước rồi, một năm đầu, hai năm đầu chưa có lợi nhuận, vẫn lỗ, không sao, vì đó là lỗ chiến lược. Đấy. Thế và nếu chúng ta còn gặp lại nhau trong chuyên đề về tài chính, tôi sẽ nói kỹ hơn. Đôi khi lợi nhuận không phải là tất cả. Mà kinh doanh không lợi nhuận thì ông chết, từ từ, chưa chết đâu. Ok. Khung mô hình kinh doanh như các anh chị thấy ở đây. Khung mô hình kinh doanh là cái gì? Bây giờ các anh chị hình dung xem. Giống như việc bây giờ chúng ta bắt tay vào xây một cái tòa building. Thì với doanh nghiệp cũng như thế. Nó cần một khung mô hình. Vậy khung mô hình chưa phải chiến lược. Khung mô hình cũng chưa phải kế hoạch. Khung mô hình đề cập đến 4 cái trụ chính của một công ty và một tổ chức. Cái trụ thứ nhất là sản phẩm và dịch vụ. Bao giờ cũng có, tại vì nếu không thì ông kinh doanh và ông bán cái gì. Cái trụ thứ hai là cái trụ thuộc về khu vực khách hàng và thị phần. Khu vực thứ ba là tài chính, và khu vực thứ tư hạ tầng kinh doanh, cái người ta gọi là logistics. Như vậy logistics là hạ tầng kinh doanh, là hậu cần kinh doanh, chứ không đơn giản chỉ là cái việc vận tải, đúng không? Vận tải là một trong các dịch vụ logistics. Đấy. Thì với 4 cái trụ như thế, nó được cấu thành bởi 9 thành tố. Thì thành tố thứ nhất này, đầu tiên bao giờ các anh cũng phải xác định phân khúc khách hàng. Tại sao phải xác định phân khúc khách hàng? Vì nếu các anh không xác định được rõ phân khúc khách hàng và phân khúc thị trường, thì chúng ta sẽ không giới hạn được phạm vi kinh doanh. Mà nếu đã không thể giới hạn được phạm vi kinh doanh thì không có cách nào anh làm được chiến lược và kế hoạch. Và em cần quái gì đâu, em cứ mở cái cửa hàng ra đấy. Cái kia mặt đường, cái kia cà phê, cái kia phở này.
ăn nhanh ăn trưa này, người ta đi qua người ta nhìn thấy người ta khác vào. Nhưng người ta vào rồi, người ta ấn tượng gì với anh và người ta có trở lại hay không mới là chuyện quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy xem nhé. Với những cơ sở người ta kinh doanh có mô hình hẳn hoi, có nghiên cứu thị trường và xác định một phân khúc rất rõ ràng, chúng ta bước vào cửa hàng của nó khác liền. Ví dụ, cùng là uống cà phê nhưng anh chị ra cà phê vỉa hè cái kìa. Có thể quán rất lớn đúng không ạ? Có thể quán rất lớn, có thể đầu tư cũng khá nhiều, chứ không phải ít. Nhưng mà vào đấy thì chúng ta thấy là sao ạ? Hình như màu sắc là theo gu màu của người chủ. Có đúng không ạ? Là chưa kể đến phong thủy. Kê kích bố trí dường như là ông thầy phong thủy ông ấy bảo, chứ đách phải khách hàng nó bảo. Thế rồi nhạc thì sao ạ? Nhạc trong quán cũng là gì? Mẹ mấy con nhân viên nó thích nhạc gì thì nó mở nhạc đấy, chứ nó không cần quan tâm khách ngồi đấy là ai và mở nhạc gì. Nhưng nếu chúng ta bước vào các cái chuỗi chuyên nghiệp hơn này, Highland này, hay là chúng ta bước vào The Coffee House, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là từng cái góc một nó tính là tại sao cái chỗ đấy phải là bàn tròn, và tại sao cái chỗ đấy phải là cái bàn vuông. Tại vì ở cái góc thế này này mà để bàn vuông khách nó đi nó quệt, nó kịch phát này, nó chạm vào người người ta, thì rõ ràng là gì ạ? Nó nghiên cứu rất kỹ. Và thứ hai, vào trong đấy màu là nó tính xem là cái nhóm khách hàng chính mà nó phục vụ là nhóm người gì ạ? Văn phòng, không già cũng không quá trẻ. Thế thì từ cái nội thất, từ cái bàn ghế, từ cái cung cách phục vụ nó theo cái nhóm đó chứ. Rồi nó nghiên cứu xem cái nhóm đó nó thích nghe cái loại nhạc gì, hoặc loại nhạc gì là phù hợp nhất với đông đảo trong nhóm mục tiêu đó. Có đúng không ạ? Vậy thì từ một cái để ý nhỏ như thế thôi, chúng ta mới thấy rằng à, đâu đó nó có xác định rất cụ thể là nó phục vụ cho nhóm nào. Đấy. Thì cái này là rất cần thiết. Lát tôi sẽ phân tích một cách kỹ lưỡng và chi tiết hơn. Bây giờ có được phân khúc khách hàng rồi. Có được phân khúc khách hàng rồi. Anh xác định phân khúc khách hàng. Thì anh mới quay về, anh xác định cái thành tố thứ hai là giải pháp giá trị. Giải pháp giá trị. Thế nào gọi là giải pháp giá trị? Ở cái trụ của sản phẩm dịch vụ, người ta dùng thuật ngữ là giải pháp giá trị. Nghĩa là kinh doanh bây giờ không đơn thuần là tôi bày cái hàng ra đấy ông đến mà mua. Mà khi người ta mua, người ta không chỉ mua cái đó. Người ta mua một chuỗi giá trị mà anh mang đến cho người ta. Mà nó không phải chỉ kết thúc ở cái đoạn giao hàng xong là xong. Phải không ạ? Bây giờ tôi nói ví dụ thôi. Thế nào gọi là giải pháp giá trị? Cùng là bà bán xôi. Đúng không ạ? Một chị ôm cái mẹt ngồi mé vỉa hè kìa, ở chỗ gần công ty các anh chị đi làm ấy. Buổi sáng ra gói xôi này, 10.000. Đúng không? Nhưng cũng gói xôi đó mà ở trong khách sạn 5 sao là 50.000 hoặc 120.000 một gói. Vậy đó là cái gì? Vậy thì cái giá trị thực của cái gói xôi đó nó như nhau, thậm chí trong khách sạn 5 sao đích ngon bằng mấy của bà kia. Đúng không ạ? Nhưng ngồi lên kia ông trả. Vậy thì cái gì? Ngoài cái chuyện hạ tầng ra thì nó còn rất nhiều các giá trị khác. Anh ngồi trên khách sạn, anh ăn, anh tiếp khách, vị thế của anh nó khác. Phải không ạ? Ở ngoài này thì bà ấy gì? Cho vào trong cái hộp trắng trắng bằng cái nhựa dùng một lần vứt đi. Còn ở trên kia nó đặt trên cái lá sen xong mới một cái dĩa lớn. Đúng không ạ? Mẹ xôi thì bé bằng tí này, lá thì lớn thế này. 4.000 lá mới có 500 xôi. Đấy. Vân vân. Thế rồi nó ra, nó chào hỏi ra làm sao? Phương thức như thế nào? Hay là ví dụ bây giờ anh là người kinh doanh nội thất để anh bán cái bàn này. Nếu đơn thuần là anh bán cái sản phẩm hiện hữu bằng vật chất là cái bàn này thì là kinh tế ngày xưa. Chứ bây giờ này, người ta phải đánh giá được cái bàn của anh. Thứ hai, nó dùng như thế nào? Thứ ba, nguyên liệu ở đâu? Thứ tư, anh giao và lắp đặt như thế nào? Sau khi anh giao xong rồi thì nếu nó hư, nó hỏng, chất lượng nó kém thì trách nhiệm của anh đến đâu, đổi trả thế nào, vân vân. Một loạt tất cả những thứ đó cộng hết trở lại gọi là giải pháp giá trị. Nhưng ở đây nó còn một cái nội hàm nó sâu sắc hơn như thế nữa. Lát nó sang phần giải pháp giá trị tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng tôi muốn nói trước rằng nó sâu sắc hơn cái nữa là tại sao ông lại sản xuất cái bàn giống hệt thằng kia, hay ông phải tạo ra một cái bàn khác với thằng kia. Vì sao lại như thế? Hay trở lại câu chuyện vừa rồi,
ở tất cả các quán cà phê, cái bàn ở góc đều là bàn nhọn. Tại sao thằng đó nó muốn tạo ra cái góc bàn tròn? Vân vân. Tức là ngay từ cái hữu hình anh tạo ra, cái sản phẩm và dịch vụ để anh cung cấp cho khách hàng, nó đã bắt đầu được cấu thành bởi cái tư tưởng là mang lại một giải pháp giá trị để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Thì cái đó là giải pháp giá trị, chứ không đơn thuần là mua hàng về để bán. Bây giờ anh có phân khúc khách hàng rồi, anh có giải pháp giá trị rồi, anh đưa giải pháp giá trị, tức là sản phẩm dịch vụ đấy, đến người ta bằng cách nào? Người ta gọi là kênh kinh doanh. Kênh kinh doanh, hạm phạm trù của nó được đề cập đến, phạm trù này nó đề cập đến cái phạm vi lớn hơn so với kênh phân phối. Kênh phân phối là anh sẽ bán bằng cách nào, trực tiếp hay là gián tiếp? Mà trực tiếp thì online hay offline? Đấy là gói gọn nhỏ trong cái gọi là kênh phân phối. Thế nhưng mà ở đây tôi đề cập đến kênh kinh doanh là nó lớn hơn cái đó. Là giải pháp anh sẽ gì ạ? Đưa sản phẩm và chiến lược bán của anh ra làm sao? Thì cộng lại nó mới là kênh kinh doanh. Rồi, có phân khúc rồi, có giải pháp giá trị rồi, anh đưa đến thông qua kênh kinh doanh này. Nhưng sau đó anh quản trị quan hệ khách hàng kiểu gì? Tức là anh xây dựng cái mối quan hệ giữa công ty của anh với những khách hàng tiềm năng và khách hàng đã hiện hữu sở hữu rồi, sản phẩm rồi. Thế đấy là quản trị cái quan hệ khách hàng. Mà bây giờ thấy người ta bảo, ui dồi ôi, mẹ vào trong cửa hàng nhà nó, một con chân dài mặc áo tân thời đẹp lắm mày ơi, mỏng. Vào người là cúi xuống mở cửa. Vì phân khúc khách hàng của nó cần chuyện đó chứ của mình không cần. Nhưng mà đi đến nơi thấy nó ngon quá, mình thích quá, cũng về sực đòi làm cho công ty mình. Đúng không ạ? Thế rồi là gì ạ? Thấy người ta tặng bánh trung thu, thế là công ty nào cũng thế, cứ đến rằm trung thu là nũ lượt bắt đầu là đi đặt mua bánh trung thu, đi biếu. Tôi đảm bảo nó nhé, cứ 10 gói bánh biếu thì 9 cái ném đi. Bây giờ tôi hỏi thật các anh chị, cái cỡ như Kinh Đô mà giá vừa vừa, hay là cái cỡ bánh trung thu bán nó giá vừa vừa, các anh chị làm quả biếu đấy, nếu các anh chị nhận được 10 gói quà như thế, các anh chị ăn được bao nhiêu? Các anh cho gia đình họ hàng nhà anh chị chưa chắc nhé, người ta nhận nó đánh cho. Mang về quê thì thôi xa quá. Vậy tại sao cứ phải làm? Biết thừa rằng làm cái đó không động lại được cái gì trong đầu người ta. Nhưng mà không, bây giờ thông lệ nó thế. Đối tác cái kia nó tặng cuối năm, nó tặng lịch cuối năm, nó tặng rồi rằm trung thu thì nó tặng bánh trung thu. Sao ông không làm khác đi? Sao tất cả xã hội này đều làm giống nhau? Là vì gì? Không có cái nghiên cứu cụ thể. Khách của ông nó cần đếch bánh trung thu. Đúng không ạ? Nếu khách hàng của anh là tất cả đều là bà mẹ trẻ ở cái khung tuổi từ 30 cho đến 45 thì nhà nó có gì ạ? Thế nào chả có trẻ con? Sao không tặng cái gì cho con nó mà cứ phải bánh trung thu? Anh chị hình dung à? Đó, cho nên là gì ạ? Lúc đó nó mới định hình ra được với kênh này, giải pháp giá trị này và gì ạ? Phân khúc kia thì anh quản trị kiểu gì? Nếu khách hàng, các anh kinh doanh theo kiểu B2B, tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp, thì anh quan hệ với giám đốc bên kia hay trưởng phòng mua bên kia hay kế toán trưởng của bên kia nó khác, đúng không ạ? Nếu anh quan hệ với giám đốc thì phương thức anh quản trị cái quan hệ khách hàng đấy nó khác so với việc là khách hàng của anh bán lẻ. Mà bán lẻ này có hai kiểu, đôi khi là gì ạ? Người ta quyết định và mua trực tiếp, nhưng đôi khi cái đứa quyết định lại không trả tiền. Bố mẹ nó đi đưa nó đi siêu thị mà nó thích thì thích thật, nhưng nó không trả tiền mà bố mẹ nó trả. Thế vậy thì bây giờ xây dựng cái quan hệ khách hàng là xây dựng quan hệ với cái đứa trẻ đó hay bố mẹ nó hay cả hai, đúng không ạ? Thì đấy là nội hàm của cái gọi là quan hệ khách hàng. Nghĩa là phải gì? Customer segment trước, xem cụ thể đặc trưng, đặc điểm, tính cách của khách hàng của mình như thế nào, thì tương ứng với nó sẽ có một cái hệ thống quản trị khách hàng khác nhau, không thằng nào giống thằng nào. Vậy bây giờ vắt óc ra nghĩ đi, sắp đến rằm trung thu rồi, công ty mình năm nay ông Long bảo đếch tặng quà trung thu nữa. Tặng cái gì? Tiếp tục. Khi mà anh chuyển được cái gọi là giải pháp giá trị của anh thông qua kênh kinh doanh đến với khách hàng, nó tạo cho anh cái gọi là dòng doanh thu. Dòng doanh thu nghĩa là
có thể một sản phẩm dịch vụ, có thể nhiều sản phẩm dịch vụ. Nhưng cái chữ dòng doanh thu nó ám chỉ một điều sâu sắc hơn là gì ạ? Nó liên tục và nó có tính lặp lại cao. Vậy thì cái quản trị quan hệ khách hàng này, nhiệm vụ tối thượng của nó là đảm bảo tiếp sự hài lòng và khách hàng trở lại cơ mới quan trọng. Bảo những sản phẩm của em bán là cả đời nó mua có một cái thôi, nó dùng đến lúc chết đấy. Ví dụ em bán quan tài chẳng hạn, nó cứ trở lại liên tục thì nhà nó chết cha nó không yên tâm đi. Thế nào nó cũng có anh em họ hàng, đúng không? Thế nào cũng có bà con, một ngày nào đó bà con nó mất. Nói, qua chỗ đó đi, gỗ tốt lắm, giá rẻ lắm, có khuyến mãi. Mua cái lớn này khuyến mãi cho cái nho nhỏ này chết cha, đúng không? Nhưng đại ý là như vậy, tức là gì ạ? Nó luôn luôn là nó muốn có một cái dòng nó chảy đều, nhờ cái sự là khách hàng mua đi mua lại hoặc giới thiệu lẫn nhau hoặc lặp đi lặp lại, thì đó mới là cơ sở để doanh nghiệp trường tồn, chứ không phải bán một lần. Còn cái của chúng ta, đặc biệt là, xin lỗi các anh chị, tôi cũng dân Bắc nhưng nói luôn chúng ta ở đây, phần lớn kinh doanh nhỏ lẻ ở khu vực phía Bắc là nhằm tính chụp giật cái lợi trước mắt, cho nên nó mới có cái nạn chặt chém ở trong nhà hàng đối với khách du lịch. Biết thừa rằng nó đến đây, không biết đến đời nào nó quay lại nữa. Vào phát là chém cho tới số. Đúng không ạ? Thế thì cái đấy là cái đại họa về sau. Nhưng mà đời nó rất đều, là khoa học chưa thằng nào chứng minh là những thằng đó chết. Cứ thằng làm ăn chân chính thì chết chưa. Nhưng mà nó là chân chính nửa vời. Chân chính nhưng không có bài, vậy mới chết trước. Chứ còn đáng nhẽ ra thằng đó phải chết trước. Tiếp tục. Có dòng doanh thu rồi, ok, bây giờ từ từ. Nhưng mà để có được cái giải pháp giá trị này, anh cần có này, nguồn lực chủ chốt nào? Vậy nguồn lực chủ chốt là gì? Nhân sự của anh ra sao? Nguồn vốn của anh thế nào? Hạ tầng anh có gì? Công nghệ có gì? Bí kíp có gì? Tất cả những gì có thể vận dụng đưa vào hoạt động được để nó tạo ra cái giải pháp giá trị này, để nó thực hiện chức năng của kênh kinh doanh, để nó thực hiện cái việc quản trị quan hệ khách hàng, thì nó gọi là nguồn lực chủ chốt. Với nguồn lực chủ chốt và định hình cái giải pháp giá trị như vậy, thì tôi phải xác định cho bằng được ở công ty tôi đâu là hành động chủ chốt. Hành động chủ chốt có nghĩa là thế này. Nếu tôi là công ty sản xuất và tôi bán thông qua đại lý, tức là tôi thực hiện kênh gián tiếp, vậy trong trường hợp đó tôi có cần phải đưa nhiều công sức, nhân lực, đầu tư nhiều tiền bạc vào việc đầu tư xây dựng các giải pháp bán hàng giống như người ta cứ giao nhan nhản bây giờ, nào thì phần mềm nọ, nào thì chương trình kia, nào thì digital marketing không? Còn tùy vào chiến lược marketing của anh. Thế nhưng trong trường hợp như vậy, anh phải xác định rằng cái gì góp phần định hình quan trọng nhất phục vụ kênh kinh doanh và giải pháp giá trị thì hãy tập trung công việc vào đó. Những việc khác đều được coi là không trọng yếu. Vậy thì không trọng yếu hãy ủy thác cho người khác nó làm, hoặc thuê, hoặc outsource ngoài, hoặc thậm chí gì ạ, bằng một phương thức nào khác. Rồi ok, nguồn lực chủ chốt, đây là hành động chủ chốt. Tiếp theo, nhưng anh không thể làm một mình được. Cho nên nếu có hành động chủ chốt với nguồn lực chủ chốt để tạo ra thứ kia, anh cần đối tác chủ chốt nào? Ví dụ cùng là nhà cung cấp nhưng đâu là nhà cung cấp chủ chốt của anh? Cùng là các mối quan hệ bởi các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp khác nhưng đâu là thằng quan trọng và đâu không quan trọng? Bởi vì nếu không thì các anh lạc đường. Cái chỗ này tôi nói là lạc đường vô cùng nhiều luôn. Tại sao lạc đường vô cùng nhiều? Bởi vì chúng ta bị nhiễm một cái văn hóa kinh doanh quan hệ. Cho nên là bây giờ giám đốc rồi phải đi rượu, nhậu, đúng không? Massage, đủ thứ. Vậy hãy xem đó thực sự có phải chúng ta đang kết nối với đối tác chủ chốt không? Nếu không phải đối tác chủ chốt thôi dẹp đi. Anh cần tiền hay gì? Thôi em cho. Chứ em không có thời gian đi hầu anh. Còn nếu không chúng ta đi nhậu tối ngày, nhưng cái nhậu đấy không giúp được cái gì nằm trong những hành động chủ chốt của ta. Và cái này là cái rất dễ sa đà. Đôi khi nhá, đi nhậu một bữa về với ông nọ ông kia xong oách cực, hôm sau sáng hôm sau dậy
Đi cà phê ngồi bạn hôm qua vừa ngồi với ông anh say gần chết. Anh em đi và khớt lướt đến tận 3 giờ sáng. Nhưng xin thưa với ông là 10 năm sau nó cũng không gì mang lại được cho ông cái nguồn lực gì. Vậy ông làm giám đốc ông phải tính hiệu quả chứ. Nó không mang lại lợi ích trực tiếp cho ông thì thôi, ông quan hệ vừa vừa thôi. Nhưng cứ thấy quan hệ, cứ thấy vị trí nọ vị trí kia là lao vào, đó là đại họa. Mất tiền, mất thời gian và bắt đầu sa đà. Vì xin thưa, không phải cái điều đấy luôn luôn sai, nhưng đúng ít lắm. Đúng ít lắm. Và nếu trừ khi các anh chị không xác lập được một khung mô hình kinh doanh tử tế dẫn đến việc các anh buộc phải kinh doanh dựa vào cái quan hệ như vậy, người ta gọi là chủ nghĩa cơ hội. Chủ nghĩa cơ hội sẽ có hai cái rủi ro. Rủi ro một là trúng gió. Trúng gió có nghĩa là nó dở mặt là một. Hai là gì ạ? Nó xuống, mình xuống theo, hết cơ hội. Đấy. Trường hợp thứ hai là gì ạ? Nó không bền vững. Chúng ta là công cụ trong một cuộc chơi nào đó thôi. Rồi, ok. Vậy thì với việc vận hành nguồn lực chủ chốt này để tạo ra giải pháp giá trị, anh cần một cấu trúc chi phí như thế nào? Gọi là cơ cấu chi phí. Thế thì bên này nó mới có là dòng doanh thu, bên này nó có cơ cấu chi phí. Anh mang hai thứ đó anh gì? Cân đối với nhau nó ra cái lợi nhuận cho anh. Ra lợi nhuận và ra tiền cho anh. Vậy thì ngay kể cả cái cách bố trí này, cái khu vực nói về cơ cấu chi phí và tài chính người ta đặt ở phía dưới, các anh chị có nhận xét gì không ạ? Sao nó không đặt luôn cái này là mục tiêu ở tít trên kia đi, mà lại đặt gì? Cơ cấu chi phí với dòng doanh thu, tức là khu vực tài chính của doanh nghiệp ở dưới. Vậy thì cái ý đồ bố trí này nó gợi ý cho các anh chị biết điều gì ạ? Tài chính là nền tảng, ok. Tài chính là kết quả. Tài chính là gì? Là gì? Nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Có người thì cho là nó là nền tảng, có người cho là nó là kết quả, có người cho nó là không phải ưu tiên hàng đầu. Vậy nếu nó không phải ưu tiên hàng đầu thì thứ gì mới là ưu tiên hàng đầu? Giá trị, giải pháp giá trị hoặc là sản phẩm, đúng không? Có ai ý kiến khác không? Dạ. Bởi vì là ngày xưa thì mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Còn ngày nay lời khuyên vô cùng chân thành. Đầu tiên của đầu tiên các anh chị phải xác định tối đa hóa lợi ích khách hàng. Bảo vì em kinh doanh em kiếm tiền, em cần quái gì kệ mẹ nó chứ. Nó giả tiền cho em xong là xong, em kiếm được một đoạn. Thế là được rồi. Đó là chụp giật. Anh tưởng rằng anh mở doanh nghiệp ra là với mục đích kiếm tiền dễ thế sao? Anh chỉ có tiền khi nào anh trao cho người ta cái thứ thực sự có giá trị và người ta sẵn sàng trả tiền cho thứ đó. Bởi vì nó khó ở chỗ là đôi khi cái thứ ta trao rất có giá trị nhưng người ta chưa sẵn sàng trả tiền. Vậy thì anh phải tạo ra giá trị cho khách hàng và tối đa hóa lợi ích cho họ bằng tất cả những gì anh có thể huy động và có thể làm thông qua cái gọi là giải pháp giá trị và đưa đến họ bằng một kênh kinh doanh. Nếu anh làm được việc đó, tiền nó về. Nhưng mà em chẳng hoạch định quái gì cả, em mở công ty ra cái là tháng đầu tiên doanh số của em tăng vù vù, tháng thứ hai vẫn ok. Ok, đừng nói vội, một năm nữa mới biết. Vì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng bị cái suy nghĩ nó đánh lừa, bị những cái của kết quả ban đầu nó đánh lừa. Cứ nghĩ như vậy là ổn rồi, yên tâm đi. Sau một năm anh chỉ bắt đầu cảm nhận sự khó khăn. Vì sao thế? Là vì ông mới mở ra, ông làm việc với cái nỗ lực vô cùng cao. Và cái biên độ phát triển của ông nó bắt đầu từ con số 0 với chi phí bằng 0 và với các nguồn lực chưa từng được khai thác, anh em, bạn bè, người yêu cũ, đúng không ạ? Bồ cũ,
ông chú, ông bố, ông anh, vân vân, ông khai thác hết một lượt. Nhất điển hình là mấy anh bảo hiểm, đúng không? Cứ bán cho người nhà trước, vận dụng mọi mối quan hệ làm được cái chuyện đó. Nhưng hết cái room đó rồi, anh còn gì để tăng trưởng không? Thì anh không còn nữa. Cho nên đấy là sự khác biệt giữa hai cái chuyện tôi có một mô hình kinh doanh tốt và tôi có gì, các mối quan hệ ban đầu để khai thác. Đấy. Thì đành rằng mở doanh nghiệp để kinh doanh nó có mục đích là kiếm tiền, nhưng đừng bao giờ đặt mục đích kiếm tiền và tối đa hóa lợi nhuận lên trên. Hãy coi đó là kết quả, là phần thưởng xứng đáng anh đạt được khi anh làm tốt chuyện này. Rõ chưa? Đấy. Thì đó là thông điệp đầu tiên. Bây giờ đi vào cụ thể. Tổng hợp lại 9 thành tố của khung mô hình kinh doanh, điểm lại một chút, gồm có phân khúc khách hàng, giải pháp giá trị, kênh phân phối, quản trị quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực chủ chốt, hoạt động trọng yếu, đối tác chủ chốt và cơ cấu chi phí. Đó là 9 thành tố của cái thứ gọi là khung mô hình kinh doanh. Điều này có nghĩa là trước khi mở doanh nghiệp hoặc bây giờ đã mở rồi, anh chị quay lại định hình lại xem dòng doanh thu của mình đến từ những sản phẩm dịch vụ nào, cơ cấu chi phí của mình là chi phí nào lớn nhất, và cái lớn nhất đấy đã hợp lý chưa. Ví dụ trong kinh doanh bất kỳ một sản phẩm dịch vụ nào, giá vốn cũng luôn là cái loại chi phí lớn nhất, đúng không? Nó đang là bao nhiêu? Nó còn giảm được nữa hay không? Hay như thế là được rồi? Vân vân. Thế rồi là anh đã nhắm thực sự vào một phân khúc khách hàng chưa, hay vẫn đang tham lam ôm toàn bộ? Bây giờ hỏi chốt đi. Trung tâm tiếng Anh của em, trung tâm ngoại ngữ của em là ngoại ngữ cho người đi làm hay là ngoại ngữ cho trẻ em? Sinh viên và người đi làm, đúng không? Tức là cho hai nhóm khách hàng tương đối khác nhau, đúng không ạ? Rồi. À, tức là trước đây chiến lược khách hàng của em, tức là phân khúc khách hàng chủ yếu là sinh viên. Nhưng hoạt động sau một thời gian thấy rằng cái nhóm đấy nó hơi ít tiền, đúng không? Khó chơi. Đấy, và cũng khó có thể phát triển được. Em chuyển sang người đi làm. Bây giờ người đi làm nhiều lắm. Em xác định đi, em phục vụ cho dân doanh nghiệp hay là dân công chức đây? Vì à, ok, vì dân công chức nó cần bằng hơn và cần kiến thức. Đấy đấy, nó rất rất là khác nhau anh chị. Ok, dân doanh nghiệp. Vậy thì bây giờ thế này, độ tuổi em dự kiến phục vụ cho họ là những người trong độ tuổi nào? Ờ, 22 đến 40, rộng quá. Tại vì sau này này em gửi lời chúc là từ cái đứa 22 đến 25 nó cần chúc kiểu khác, đúng không ạ? Từ 30, 25 đến 35 là kiểu khác. 40 là các chị hồi xuân một cái là các chị muốn kiểu khác. Đấy. Thì đấy, chia nhỏ ra. Tiếp tục, vùng thị trường em định làm là làm gì? Ở quận nào hay khu vực nào? Hay toàn thành phố Hà Nội? À, cũng là xác định bán kính ở đó quay ra một đoạn thôi, đúng không? Đấy. Bởi vì không thằng nào đi 50 cây số thì buổi tối đi học tiếng Anh, đúng không? Đấy. Vậy thì hãy khoanh vùng cho thật nhỏ, nhỏ nhất có thể, để xác định cho bằng được cái chân dung khách hàng tiêu biểu, để hoạch định ra đã. Tiếp tục. Đấy, cứ theo cái tư duy như thế, các anh chị về, lát nữa chúng ta sẽ có cái bài thực hành là lấy cái mẫu khung mô hình kinh doanh ra, viết ra. Viết ra để xem mình có cửa gì kinh doanh cái chỗ này không, ta có nguồn lực gì không. Kể cả chưa rõ ràng cái cửa, nhưng tôi xác định được nguồn lực, tôi xác định được hành động chủ chốt, tôi xác định rằng có thể có dòng doanh thu nào hay không, thì nó mới dẫn đến cho các anh chị có được cái lợi thế cạnh tranh. Bởi vì xin thưa, rất có thể sau khi phân tích, các anh đi đến kết luận thôi bỏ, không làm nữa. Bỏ, không làm nữa. Ví dụ bây giờ đi, một anh này ngồi đi học mấy ba buổi, nó thích con này. Đấy, xác định mục tiêu là chiến đấu con này, đặt khoảng thời gian là 6 tháng, đúng không? Nhưng sau khi về mẹ phân tích nguồn lực, đấy được rồi, mình có vợ rồi. Đấy, mà nó đi là đi với thằng bên cạnh, nó ngồi kia kìa. Đấy, mà nhìn thằng kia là to cao hơn mình. Đấy. Đấy, dốc đã xuống dưới, mẹ nó thì đi ô tô, mình đi xe máy. Thôi không có cửa, đừng phi vào nữa. Thôi chuyển con nó vàng. Đấy. Thì đại ý là như vậy, đại ý là như vậy. Thì đó, nó vui vẻ một tí như vậy để các anh nhìn nhận ra là đôi khi nếu áp vào khung mô hình kinh doanh và định hình chiến lược, các anh chị thấy rằng mình không có cửa thì đừng múc đầu vào.
Vì nếu không thì tôi đảm bảo các anh chị là hai bàn tay trắng các anh làm nên một đống nợ trong một tương lai rất gần. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ đi vào cụ thể phân khúc khách hàng. Phân khúc khách hàng anh chị phải xác định cho được là anh chị sẽ phục vụ cho thị trường đại chúng hay anh phục vụ cho một ngách khách hàng nhỏ thôi, hay anh chọn một khung phân khúc của thị trường, hay anh chọn chơi kiểu là gì ạ, đa dạng hóa, hay anh chọn trên kiểu gọi là nền tảng đa phương, thì cái này nó chỉ ứng dụng với lại ngành công nghệ thôi. Và đặc trưng của phân khúc khách hàng nó phải mang 5 cái đặc trưng sau đây. Nếu một tập khách hàng các anh chị, một tập khách hàng và một vùng thị trường các anh chị muốn xác định được đó là phân khúc của mình thì nó phải mang 5 cái đặc trưng. Một, có nhu cầu riêng biệt về một loại sản phẩm dịch vụ nào đó mà ta đang cung cấp. Thứ hai, kênh tiếp cận phân phối là khác nhau. Ví dụ chúng ta không thể xếp một cái nhóm khách hàng mà chúng ta buộc phải tiếp cận bằng một kênh khác vào với một nhóm ở một kênh rất khác, vì sau này anh không quản trị được quan hệ khách hàng và anh không biết xác lập mô hình kinh doanh và quản trị kiểu gì đâu. Nó hoặc có thể xác lập được thì nó vô cùng tốn kém về mặt chi phí và nhân sự. Vậy làm thì được nhưng nó không có kết quả, làm chi? Nó vậy. Thế rồi nó đòi hỏi cái thiết lập quan hệ khách hàng khác nhau. Như vậy anh không thể xếp một cái cô xì tin thích phụ kiện accessory ở các cửa hàng kia với lại một ông tổng giám đốc vào chung một nhóm khách hàng. Ở đây anh chị nào có tham dự cái buổi học lần trước khi nói về cái setup tài chính công ty, setup tài chính công ty khi nói về cái việc gọi là ứng xử cái chính sách giá để đẩy mạnh bán hàng để cứu cái dòng tiền, thì có một bạn học viên ở đây cũng tại phòng này, bạn ấy nói rằng là thầy, em cũng làm giống như thầy nói nhưng không ăn thua thầy ạ. Nó vỡ hội trường luôn tại cái buổi em họp. Thế đây có cả mấy người ra đây chắc cũng nhớ. Tôi hỏi lại là thế thì ông tổ chức họp kiểu gì? Là thì em có bao nhiêu khách hàng em họp tất vào. Tức là ông ấy cung cấp sản phẩm cho hai nhóm khách hàng tương đối riêng biệt. Một nhóm là các hộ kinh doanh cá thể bán theo kiểu ký gửi để đó. Một nhóm là các giám đốc của các công ty lớn và các doanh nghiệp FDI. Ông gom hai thằng đó và ông công bố chung một chính sách. Ông ứng xử chung một cách trong một cuộc họp. Thế là gì ạ? Thế là nó đá nhau. Thế là không đạt được mục đích là đúng rồi. Đó. Thứ tư, nó phải mang lại một nguồn, các cái phân khúc, các tập khác nhau như vậy, khi được xác định là riêng biệt thì nó mang lại nguồn lợi nhuận khác nhau cho công ty. Ví dụ cái câu chuyện vừa rồi, cái lợi nhuận mà cái nhóm hộ kinh doanh cá thể nó mang về cho công ty nó khác hẳn với lại nhóm công ty. Vì tôi hỏi là bây giờ doanh thu bán cho các hộ kinh doanh cá thể của anh chiếm bao nhiêu phần trăm, nó bảo không đầy 5%. Ừ, thì anh xác định đó là một phân khúc nữa. Nhưng mà cái phân khúc còn lại là các công ty lớn thì anh phải xếp riêng nó ra. Vậy câu hỏi lớn nhất là anh có cần thiết phải thông qua bán cho các hộ kinh doanh cá thể nữa hay không? Hay bây giờ tập trung vào một phân khúc còn lại thôi là các công ty kia, anh bỏ bén được một phân khúc. Thì đấy, ví dụ khi xác định được cái sự riêng rẽ như vậy thì nó được xác định ở hai phân khúc khác nhau. Đang nói về cái tiêu chí để chúng ta phân biệt, để xác định cái phân khúc khách hàng. Cái cuối cùng là các phân khúc khác nhau thì họ sẵn sàng chi trả cho các giá trị khác nhau. Ví dụ bây giờ cùng là phụ nữ tuổi từ 25 đến 35. Tuổi từ 25 đến 35. Tôi mở cơ sở công ty kinh doanh về mỹ phẩm chẳng hạn. Phụ nữ nó thích mỹ phẩm lắm. Mở kinh doanh về mỹ phẩm chẳng hạn. Nhưng bây giờ phân khúc của tôi không có nghĩa. Nó rộng là phụ nữ từ 25 đến 35 không nói một câu chung chung thế được. Anh phải thu hẹp tiếp mà. Phục vụ cho người thu nhập trung bình, hay phục vụ cho những đứa có tiền, hay phục vụ cho bình dân. Bởi vì nếu anh phục vụ cho bình dân, cửa hàng anh bố trí kiểu khác, anh bán cái kiểu khác. Còn nếu anh phục vụ cho lớp trung bình thì kiểu khác, và anh nếu phục vụ cho đứa nhiều tiền thì kiểu khác. Nếu bán cho đứa nhiều tiền, đôi khi sản phẩm không quan trọng bằng thái độ. Các anh thử mà xem, hai lọ mỹ phẩm y chang như nhau nhé, trong cùng một cửa hàng các anh xếp vào hai khu vực khác nhau. Chỗ này anh ghi cái biển thật là to vào, hàng cao cấp dành cho người sang trọng. Chỗ kia hàng bình dân, đứa có tiền không bao giờ bước vào kia. Hoặc hai đứa như nhau đi,
cùng vào lựa hai cái đó. Cái con mà chọn cái sản phẩm cao cấp thì hàng cũng thế thôi, trả tiêu tiền nhiều hơn, nhưng mà đi ra mặt vênh so với con khác. Vậy cái này người ta đạt được cái sĩ diện của người ta đó. Thì cái phân khúc khách hàng phải lựa để đảm bảo nó cô đọng nhất. Vậy câu trả lời là như vậy thì em mất cơ hội. Em mất cơ hội, tại vì việc quái thì em phải giới hạn vào như thế thôi, em cứ bán hết đi. Cứ đứa nào vào cũng bán. Đúng là đứa nào vào thì em cũng bán, chứ em không đuổi khách đi bao giờ. Nhưng em phải xác định rằng phân khúc chính em tập trung vào là gì. Thì mọi thứ hành động về cơ cấu tổ chức nhân sự, về bài trí, về chính sách giá, về chăm sóc khách hàng, em sẽ làm phục vụ phần lớn đứa đó, chứ không phải làm một cách dàn trải. Đó là lý do tại sao phải xác định cho bằng được cái gọi là phân khúc, chứ đừng tham. Rõ không ạ? Tức đành rằng em đã mở cửa hàng ra thì ai vào em cũng bán, ai em không đuổi ai đi cả. Nhưng mọi chính sách em xây dựng phải tập trung vào để phục vụ cái phân khúc chủ chốt mà em nhắm đến cả, chứ không phải một cái thứ chung chung lờ mờ mà ai vào cũng được. Đó. Thì đấy, vấn đề đầu tiên là đặc trưng của phân khúc khách hàng. Vậy làm thế nào để xác định được phân khúc khách hàng? Và hơn nữa, phân khúc khách hàng đó thì có cần phải đồng bộ với giải pháp giá trị ngay từ đầu không? Hay là thôi cứ đi nghiên cứu thị trường, cứ đi tìm hiểu khách hàng trước, và sau đó về giải pháp giá trị tính sau, tức là sản phẩm dịch vụ tính sau. Thì xin thưa, nó phải đồng bộ với nhau. Cái chết nhất của chúng ta là khi chúng ta hoạch định bất kỳ một chuyện gì về chiến lược, về kế hoạch, về cơ cấu tổ chức, về nhân sự, nó không đồng bộ với nhau. Đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng tôi đưa ra chương trình huấn luyện và đào tạo này, set up công ty từ A đến Z bài bản. Là vì hôm nay ông đi học nhân sự ở chỗ này, ngày mai ông học tài chính chỗ khác, ngày nữa ông học chiến lược ở chỗ khác. Và chỗ nào cũng có cái hay. Vì có những nơi anh đi anh học nhưng nó phục vụ cho toàn doanh nghiệp lớn thôi, đúng không ạ? Có những cái chương trình anh đi học nhưng ở đấy là nó phục vụ cho toàn thằng kinh doanh online thôi. Có những chương trình vô cùng hay nhưng nó phục vụ cho toàn những thằng kinh doanh bất động sản thôi. Và tất nhiên rồi, thầy mà nghề của nó là nói, thằng nào nói cũng hay cả. Tôi cũng thế. Nhưng đếch làm được. Là vì mỗi công ty nó có cái nguồn lực chủ chốt khác nhau, nó có cái background khác nhau, và nó có nhãn quan của ông chủ khác nhau. Đôi khi cái nhãn quan và cái trực giác của ông chủ ấy, nó cũng là then chốt. Vì không tin các anh chị cứ nhìn mà xem. Hai thằng cùng tuổi, thậm chí sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Được chưa? Nền tảng khởi nghiệp về kinh tế giống nhau như hệt, đúng không ạ? Đặt trên hai vùng thị trường hoặc cùng một vùng thị trường, làm chung một ngành nghề. Nhưng không phải luôn luôn là hai thằng đều thành công, hoặc cả hai thằng cùng chết, hoặc có thằng chết và thằng sống đó. Vậy đó là cái gì? Rõ ràng là yếu tố cá nhân ông chủ, đúng không ạ? Vậy đây, muốn xác định được phân khúc khách hàng một cách cụ thể rồi định hướng cho giải pháp giá trị, à thì đây chính là cái chìa khóa để kết dính hai cái đoạn đó với nhau. Đầu tiên, anh dự liệu phân khúc khách hàng anh chọn là gì thì anh phải nghiên cứu tiếp. Họ cần gì? Công việc của họ, cuộc sống của họ, nó đang cần gì trong cái thứ sản phẩm dịch vụ mà anh dự kiến sẽ bán kế tiếp. Thế nhưng cái đấy người gọi là phân tích gì ạ? Công việc và vấn đề của họ. Bây giờ tiếp theo này, nhưng thông thường chúng ta chỉ hỏi nhau là liệu rằng cái đó, xã hội, phân khúc khách hàng này người ta đang yêu cầu và người ta cầu gì, chứ chúng ta không nghiên cứu nó đang bị đau bởi thứ gì. Nghĩa là chúng ta phải nghiên cứu tiếp đến cái gọi là gì ạ? Nỗi đau của khách hàng, rủi ro của khách hàng có thể phải đối diện. Ví dụ như nếu bây giờ phần lớn chúng ta đi uống cà phê là đối diện với nguy cơ cà phê pin. Đó là một nguy cơ của rủi ro, đúng không ạ? Và nếu như không phải là người sành sỏi cà phê, chúng ta không biết phải đi chỗ nào mới tin được. Vì thằng nào cũng bảo cà phê rang say,
nhưng vào uống thằng nào cũng đen kịt như nhau mà sánh ở cổ này. Đó. Hay là bây giờ mua hàng online thì tràn lan vô cùng nhiều. Nhưng có đến hơn 50% các đơn hàng là khi nó giao hàng đến nơi không giống với hình ảnh. Hỏi nó thì nó bảo hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Thế mới cú thế. Thì đấy, đấy là những nỗi đau của khách hàng. Đó là những rủi ro rình rập. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Với phân khúc này họ cần thứ này và họ có những rủi ro và nỗi đau này, chúng ta sẽ tạo ra giải pháp giá trị để khắc phục chuyện đó như thế nào? Vậy điều này nó suy ra một chuyện, nó lại đúng trong trường hợp chúng ta kết luận lúc trước là không nên lấy mục tiêu tài chính mà phải lấy mục tiêu là tối đa hóa lợi ích cho khách. Nghĩa là sao? Anh phải nghiên cứu cho đến cùng. Chẳng hạn, cùng là cái bấm móng tay, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó lại sau này nó bắt đầu nó nghĩ là cái bấm cho trẻ em nó khác, cho người lớn nó khác. Nhưng bây giờ cùng cho người lớn nhưng mà nó bọc thêm cái nhựa ở bên ngoài thì nó kiểu khác, vân vân. Thì đấy, tất cả đều dựa trên hai cái nghiên cứu là nghiên cứu yêu cầu và nghiên cứu những nỗi đau để người ta tạo ra một cái xu hướng tiêu dùng khác để anh có được một sản phẩm phù hợp. Ví dụ, bây giờ là cứ đi mua hàng là chúng ta bị rình rập bởi câu chuyện ra chợ là rau gì ạ? Rau không sạch. Thì đó là nỗi đau, đó là nguy cơ rủi ro của khách. Vậy anh sẽ làm như thế nào để loại bỏ được cái đó? Thì anh sẽ được chấp nhận. Hay là ví dụ thế này, phần lớn các cháu, các em nó đi học ngoại ngữ xong, học xong vẫn đích nói được. Ví dụ thế. Là vấn đề ở đây là gì? Thứ hai đó là gì ạ? Học phí nó không tương xứng với cái chất lượng mà nó đạt được. Nó không có môi trường nọ, không có môi trường kia. Vậy hãy đừng, cái chuyện này chúng ta đừng cố ý ngồi trong văn phòng để nghĩ ra. Hãy hỏi họ. Hỏi xong bây giờ mày quyết định đi học tiếng Anh, điều mày lo sợ là gì? Trước đây mày từng đi học chưa? Trước đây đi học chưa thì kết quả là gì? Cái điều mày phiền lòng nhất, bực bội nhất là gì? Hãy hỏi họ, hỏi thật nhiều vào. Và cuối cùng, chúng ta xếp hai cái thứ đó vào nhau. Chúng ta cân đối. Và cuối cùng là gì ạ? Xem là mình có thể tạo ra lợi ích gì cho họ. Thì đó là việc gọi gắn kết giữa việc xác định phân khúc khách hàng với giải pháp giá trị mà dự kiến chúng ta sẽ cung cấp. Và đặc trưng của mỗi một khách hàng tiêu biểu thì họ đều mang ba cái góc như sau. Một, họ cần một cái lợi ích nào đó. Họ cần một cái lợi ích nào đó. Thứ hai, họ đang mang một cái rủi ro hoặc nỗi đau nào đó mà chúng ta cần phải sửa chữa khắc phục. Thứ ba là các giá trị chúng ta có thể tạo ra cho họ trên cơ sở là gì ạ? Đáp ứng cái cầu và sửa chữa cái rủi ro và nỗi đau cho họ. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta nhìn, chẳng hạn như bên này, bạn ấy dự kiến là sẽ mở chuỗi làm bán lẻ. Nếu em định làm thì em phải nhìn xem khu vực xung quanh đó, người ta đang đi mua sắm sản phẩm điện máy như thế nào, mua ở đâu. Và khi người ta mua như thế, người ta đang phải đối diện với những cái gì? Những cái gì là bất tiện? Đúng không ạ? Một, có chắc chắn là hàng chính hãng không? Thứ hai, vấn đề về chăm sóc giao nhận như thế nào? Thứ ba, trưng bày trong cửa hàng ra làm sao? Đối thủ đã làm như thế nào? Và cái đó đã thực sự tốt hay chưa? Còn nếu tất cả nó đã làm tốt rồi, mà em lại ra sau, em nhỏ, em không có một bí kíp, không có một lợi thế cạnh tranh đặc biệt nào đó, lời khuyên là đừng có chơi. Vì em không có cửa. Ví dụ thế. Vậy thì muốn cụ thể hóa được để nhận diện cho bằng được là cái khách hàng mục tiêu của ta, họ đang rủi ro gì, họ cần cái giá trị gì và chúng ta có thể mang lại lợi ích gì cho họ, thì cách làm người ta làm như sau. Là với cái phân khúc khách hàng dự kiến chúng ta muốn hướng đến, chúng ta thu nhỏ nó lại theo cách vừa nãy tôi nói ví dụ của bên trung tâm tiếng Anh kia. Dân văn phòng, nhưng mà cho dân doanh nghiệp thôi, độ tuổi từ đâu đến đâu và ở khu vực nào, ok. Cái đấy gọi là, người ta gọi là thu hẹp lại cái phân khúc ban đầu. Sau đó, cái phân khúc thu hẹp nữa lại là chẳng hạn cái cơ sở của cô ấy đặt ở đấy, thì xung quanh đấy là có bao nhiêu, khoảng bao nhiêu công ty văn phòng. Dự kiến cái dân ở đấy, hoặc là cái dân số ở quanh đó với phạm vi khoảng độ 2 km hay 1 km.
Cái nơi mà người ta dễ tiếp cận nhất như vậy, người ta gọi xác định được, chốt cho bằng được cái gọi là thị trường tiền tiêu. Thế nào là thị trường tiền tiêu? Ví dụ, ở trên cái khu vực thị trường đó tôi muốn tiếp cận của cái nhóm khách hàng đó trong độ tuổi đó. Nhưng cái nhóm nhỏ hơn nữa nào tôi muốn đánh đầu tiên thì đó gọi là thị trường tiền tiêu. Trong thị trường tiền tiêu đấy, anh chọn tiếp ra được một hoặc một vài người có tính chất đại diện nhất cho cái nhóm khách hàng của anh. Thì cái đấy gọi là khách hàng tiêu biểu. Đến khi anh có được khách hàng tiêu biểu rồi, việc thứ tư anh phải làm là anh lập một bảng mô tả và liệt kê cụ thể các đặc trưng thông tin của khách hàng tiêu biểu cụ thể này. Nam hay nữ? Trong độ tuổi nào? Thu nhập khoảng bao nhiêu? Sở thích, màu sắc, thói quen online, thói quen tiêu dùng, thói quen mua sắm, thường chơi với những đứa như thế nào, đã từng học gì, chưa từng học gì, có thái độ các thứ làm sao, vân vân. Đấy. Thì tất cả những thông tin như thế, người ta gọi thông tin như là bọn quảng cáo Google đúng không? Nó có nguyên một cái bộ thông tin nhân khẩu học. Đấy. Thì toàn bộ cái đấy người ta gọi là gì ạ? Lập một cái bảng mô tả chân dung khách hàng mục tiêu. Vì từ chân dung khách hàng mục tiêu như vậy, nó là đại diện để anh thiết kế này. Anh thiết kế sản phẩm, anh thiết kế trang trí, anh thiết kế chương trình quảng cáo. Tại vì nếu anh không xác định được chân dung khách hàng tiêu biểu, anh sẽ không biết sở thích màu sắc của nó gì, không biết nó nghe nhạc gì. Nếu anh mở quán cà phê hoặc quán ăn chẳng hạn, thế là gì? Anh lấy phong thủy ra làm trọng. Anh lấy cái sở thích của anh ra để áp khách hàng, anh buộc phải theo. Vậy nó chưa hết. Thì thế. Và để không bỏ qua cơ hội và để xác lập cho nó thật rõ ràng thì có 5 cái ý sau đây mong các anh chị ghi nhớ. Trong cái phân khúc khách hàng ta hướng đến, có những nhóm khách hàng hiểu vấn đề và nỗi đau của họ, nhưng có những thằng cũng không biết. Tức là giống như việc đi mua phải rau không sạch về ăn nhưng không biết. Đúng không ạ? Đấy. Biết rằng là đi nộp hồ sơ xin việc kiểu đó là bị lừa nhưng không nhận ra. Đấy, thì là họ không nhận ra. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để họ nhận ra. Thứ hai, có những nhóm khách hàng không hiểu hoặc chưa nhận ra. À xin lỗi, nhóm trên là có nhận ra, có yêu cầu về lợi ích. Nhóm thứ hai là không nhận ra. Có những ý là có những khách hàng nhận ra rồi nhưng chưa sẵn sàng trả tiền. Để sau này chiến thuật kinh doanh sẽ là gì? Có những khách hàng có nhận ra và sẵn sàng trả tiền. Thì đây, đây là được đại diện cho tiêu biểu. Và cuối cùng, nhưng tất cả họ đều muốn đo định, đo lường được cái tỷ suất đầu tư ROI. Vậy cái thuật ngữ tỷ suất đầu tư ROI không chỉ ứng dụng trong tài chính doanh nghiệp, chúng ta phải vận dụng triệt để trong việc xác định chiến lược bán, phương thức bán và kỹ thuật bán. Ví dụ, tại sao tôi cần phải mua của anh một cái bộ đồ công nghệ hoặc là một cái máy văn phòng này để phục vụ cho công việc tại văn phòng anh? Anh bán máy tính đi, đúng không? Bây giờ anh bán cho người ta cái server. Anh bán cho người ta cái server vì là trước đây của nó dùng một cái PC làm server. Và bây giờ anh muốn thay cho nó. Vậy thì ngoài việc anh bán sản phẩm, anh phải cho người ta thấy. Việc đầu tư 5.000 đô mua con server đó mang về, thì khoản đầu tư đó giúp cho công ty tiết kiệm được cái gì, mang lại lợi ích gì mà phải đo được bằng tiền. Ví dụ ngày trước nó chạy chậm quá, nhân viên hay phải làm thêm giờ, và bình quân như vậy tiền làm thêm giờ sẽ là như thế nào. Đấy là ở khu vực của chi phí nội tại. Khu vực thứ hai, anh đáp ứng được chậm yêu cầu của khách hàng, dẫn đến việc có thể ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của anh. Ước tính một năm là như thế nào. Và cuối cùng, nếu có cái này của tôi thì nó mang lại cái gì cho anh. Nghĩa là theo kiểu là nếu anh mua cái này của tôi thì một năm anh có 1 tỷ. Nhưng bây giờ anh chỉ bỏ ra có 5.000 đô, thí dụ như thế. Thì cái đấy người ta gọi là xác định cái tỷ suất đầu tư của giá trị người ta sẽ mua. Đấy. Thì đấy là đối với khách hàng B2B. Còn B2C thì chúng ta cũng phải chứng minh cho họ xem cái giá tiền họ bỏ ra mua sản phẩm của chúng ta có tương xứng với cái họ cầu, có tương xứng với cái, có lớn hơn được cái mà rủi ro và lợi ích họ kỳ vọng hay không.
Phần thứ hai là giải pháp giá trị. Giải pháp giá trị là việc phải được xây dựng bởi toàn đội ngũ của công ty. Và ý thứ nhất, như lúc đầu tôi đã nói, giải pháp giá trị không đơn thuần là một sản phẩm cụ thể. Nó phải là lợi, nó phải là tích hợp và tổng gộp của tất cả mà khách hàng nó nhận được từ khi nó tiếp cận cho đến sau khi bán. Thì đó gọi là giải pháp giá trị. Xây dựng giải pháp giá trị là không phải cho chúng ta mà cho khách hàng. Không phải anh làm ra một sản phẩm, anh ngồi anh vỗ tay tự hào, ok, cái này quá tuyệt vời rồi, vừa mới ra được sản phẩm mới quá quá hay, vừa mới nhập một lô về sản phẩm này quá là tôi nhìn tôi cảm thấy rất ổn. Mà ông nhìn ổn, những khách hàng của ông nó có thấy ổn hay không? Bởi vì khi nào khách hàng của ông nó bảo ổn và nó sẵn sàng trả tiền thì khi đó ông đúng. Còn nếu không thì mọi sự tự hào của ông đều chỉ là sự tự hào của tiêu tiền. Tiêu tiền đến chết thôi. Mà không mang lại được giá trị gì. Và giải pháp giá trị thì người ta thực hiện phân tích và xây dựng như sau. Nền tảng để xây dựng giải pháp giá trị là thứ nhất căn cứ vào yêu cầu của khách. Phần thứ hai căn cứ vào nỗi đau hoặc rủi ro mà khách hàng, hoặc những lợi ích mà khách hàng đáng nhẽ được hưởng nhưng họ chưa từng được hưởng ở các đối thủ đã bán trước đây. Bây giờ tôi muốn tạo ra cái mới đó như thế nào? Và cuối cùng tôi đánh giá xem là với những thứ tôi dự kiến sẽ khắc phục được rủi ro và nỗi đau cho họ, rồi những thứ lợi ích tôi thêm cho họ thì tôi liệt kê toàn bộ ra. Đấy. Và tôi so sánh thì tôi biết rằng tôi có cửa cạnh tranh về sản phẩm hoặc tạo ra một sản phẩm cá biệt, khác biệt hay không. Đấy. Thì đây, cuối cùng, tổng hòa lại của giải pháp giá trị là nó phải ăn khớp giữa cái lợi ích và nỗi đau của khách hàng và gì ạ? Giá trị mới tạo dựng của chúng ta. Đấy. Nó phù hợp với lại gì ạ? Cái góc nhìn của khách hàng. Cái hình này nó biểu trưng cho đây là góc nhìn của khách hàng chứ không phải góc nhìn của chúng ta. Bảo em mới làm một quán cà phê, một chuỗi cà phê toàn cửa hàng đẹp lắm, to, ánh sáng tốt, vị trí đẹp, hoành tráng. Nhưng ông phục vụ cho ai? Ông thiết kế giải pháp giá trị như thế nào? Thì đừng bao giờ nhìn với con mắt của chúng ta, từ bụng ta suy ra bụng người. Hãy nhìn bằng con mắt của khách hàng. Vậy con mắt của khách hàng chúng ta lấy bằng cách nào? Vì chúng ta không đủ nguồn lực, đôi khi chúng ta không đủ nguồn lực để đi nghiên cứu khách hàng, thị trường một cách bài bản, đúng không? Vậy trong thời kỳ đầu kinh doanh, sau này anh chuẩn bị mở công ty, những khách hàng đầu tiên anh phải tận dụng để hỏi cho đến nơi đến chốn. Anh hình dung trong khách hàng của anh liệu giống bạn bè nào của anh. Hãy thẳng thắn hỏi họ một cách công khai công bằng. Thẳng thắn, nếu mày đi mua cái đó mày thích kiểu gì, đúng không? Hỏi được càng nhiều thì càng tốt. Anh sau này anh làm phong thủy, đúng không? Anh dự kiến phục vụ cho gia đình hay anh phục vụ cho công ty? Nếu phục vụ gia đình anh kinh doanh kiểu khác, mà phục vụ cho công ty anh kinh doanh kiểu khác. Và anh phải xác định cho được là ai sẽ là người quyết định sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh. Xem tính cách của họ sao, độ tuổi thế nào, những thằng đó là hay lễ chùa ở đâu, vân vân. Vì thường hai thứ đó nó đi với nhau, đúng không anh? Đó. Rồi tiếp theo, có được giải pháp giá trị rồi, bước thứ ba là kênh kinh doanh. Thì nốt phần này, sau đó thì tôi sẽ đi nhanh hơn. Kênh kinh doanh nó đảm bảo được 5 chức năng. Vậy tất cả những gì các anh làm được mà đảm bảo 5 chức năng sau đây thì gọi là kênh kinh doanh. 1. Nó gia tăng được sự nhận thức của khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Thứ hai, nó hỗ trợ cho khách hàng đánh giá được giải pháp giá trị của anh dự kiến sẽ cung cấp cho người ta. Thứ ba, nó cho phép khách hàng mua sản phẩm dịch vụ theo cách chuyên biệt mà họ muốn. Chuyên biệt nhưng họ muốn. Họ ở đây là khách hàng mục tiêu nó muốn, tiêu biểu đấy nó muốn. Tiếp tục, nó mang lại cho khách hàng giải pháp giá trị một cách thực sự. Như vậy nó bao hàm đến gì ấy? Chính sách bán và sản phẩm ở đây. Và tiếp tục, cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng. Khi tất cả những công việc, con người, công cụ, phương thức các anh làm, nó đảm bảo được 5 chức năng sau đây gọi là thiết lập được kênh kinh doanh. Có hai loại kênh, là kênh trực tiếp và kênh gián tiếp. Nhưng cùng một tiến trình, nâng cao nhận thức, đánh giá giải pháp, mua hàng, cung cấp giải pháp giá trị và hậu mãi.
Và kênh kinh doanh thì không thể nào không đề cập đến giải pháp và chính sách bán hàng. Mà chính sách và giải pháp bán hàng ở trong doanh nghiệp nhé, thì ngoài cái chuyện nói về chức năng đó thì nó là tổng hòa của một hàm 7 biến, hàm đa biến. Ít nhất được xác lập bởi 7 biến, tức là 7 yếu tố sau đây để có được một hệ thống bán hàng tốt, để cấu thành như một kênh kinh doanh tốt. Đó là một, giải pháp giá trị, tức là sản phẩm. Mà sản phẩm thì có 3 lớp giá trị. Lớp trong cùng là công năng gốc của nó. Ví dụ xôi tôi mua ăn cho nó no, thế đấy là công năng đầu tiên của nó, phải không? Nhưng mà loại thứ hai là gì ạ? Lớp giá trị thứ hai người ta gọi là giá trị thực của sản phẩm dịch vụ. Xôi này nhưng nếp cái hoa vàng tao mua đông chiều đấy mày, được không ạ? Rồi ta cho cả cái củ và cái hoa rành rành đấy mày, ngon lắm đấy. Thế này lớp thứ hai, lớp ngoài cùng là lớp giá trị gia tăng. Cùng là xôi nhá, nhưng mày mua 3 gói chị tặng nửa gói em ơi. Đấy. Thế rồi cứ ăn thường xuyên ở đây thì cứ ra ăn đi chị, cho mày ghi sổ. Cuối tháng lĩnh lương thì xuống thanh toán, vân vân. Thì đấy, đặc trưng thứ nhất, giải pháp giá trị, tức là sản phẩm cấu thành bởi 3 lớp. Lát chúng ta sẽ thực tập cái này. Thứ hai, giá và chính sách giá. Riêng chính sách giá có 7-8 cách định giá khác nhau. Nhưng tự chung lại, có 3 phương pháp định giá. Một là anh định giá sản xuất. Định giá sản xuất là em làm 8 thì em bán 10. Đúng không? Gọi là định giá sản xuất. Mà cơ sở của định giá sản xuất là giá thành hoặc giá vốn đối với hàng thương mại. Thứ hai là anh định giá theo khách hàng. Nghĩa là không cần biết tôi sản xuất bao nhiêu, tôi cứ tung hỏa mù ra. Tôi hỏi các ông là các ông nói xem khóa học của tôi này đáng giá bao tiền. Đấy, ông này nói 10 triệu, ông này nói 50 triệu. Okay. Vậy ông nào nói nhất ở giá bao nhiêu, tôi sẽ có xu hướng lựa chọn theo giá đó. Tôi giấu tiệt cái chi phí sản xuất của tôi đi. Loại thứ ba, người ta định giá biên tế. Định giá gì ạ? Biên tế có nghĩa là tôi sẽ xác lập một mức giá trung bình hoặc thấp nào đó, hoặc cao. Nhưng tôi không chú trọng vào giá trên một sản phẩm, mà tôi chú trọng vào lợi ích của công ty sẽ là cao nhất. Ví dụ, bây giờ sản phẩm trung tâm ngoại ngữ của cô kia, nếu như cứ giữ giá là một khóa như vậy là học tháng 5 triệu chẳng hạn, thì em loanh quanh phục vụ được cho những người có thu nhập khoảng 15 triệu giờ ra, vân vân. Bây giờ em thấy rằng cung là dân văn phòng, thôi em chấp nhận đi. Em mở rộng hơn nữa về mặt quy mô, em tăng quy mô của một lớp. Và ngoài giáo viên chính thì em có trợ giảng, em thay đổi phương thức cung cấp đi. Em đánh tụt giá xuống còn một nửa, ví dụ còn 2,5 triệu. Nhưng lúc trước lớp của em có 10 đứa, còn bây giờ lớp của em là gì? 50 đứa. Vậy lợi ích của công ty đang là cao nhất nhưng giá đang giảm. Đó. Đấy. Thì đó là cái thứ hai là giá. Thứ ba là kênh phân phối. Có 2 loại kênh lúc trước nói rồi, trực tiếp và gián tiếp thôi. Còn online hay offline là phương thức, cách thức, phương tiện. Trực tiếp có nghĩa là tôi bán trực tiếp, còn gián tiếp tôi bán thông qua thằng khác, nhà phân phối hoặc đại lý gì đó, đúng không? Thế có công ty nó vừa là bán trực tiếp, nó vừa là gì? Nó vừa bán qua nhà phân phối. Nhưng thường thì các công ty như chúng ta thấy là như là Honda hay Inex, nó có bán hàng trực tiếp bao giờ đâu. Nó chỉ làm mỗi một cái việc là gì ạ? Nó mang lại lợi ích cho người dùng cuối. Và nếu thằng trung gian làm được cái chuyển, trung chuyển được cái giá trị đó, thằng trung gian có lợi ích. Và nó bán hoàn toàn gián tiếp hết, không bán trực tiếp bao giờ. Thứ tư, quảng cáo và truyền thông. Quảng cáo và truyền thông thì các anh chị nhớ cho, trong quá trình các anh chị làm có thể có đôi lúc khó khăn về tài chính. Thế thì cái việc dễ nhất là các bố hay quyết định là cắt mẹ tiền quảng cáo đi. Đừng bao giờ làm thế. Nếu có cắt thì cắt tiền của ông đi trước. Xin khất lương nhân viên nhưng nhất định phải duy trì tiền quảng cáo truyền thông. Đúng không ạ?
Vì anh không quảng cáo, doanh thu nó tụt liền. Và sản phẩm của em cần đấy thì quảng cáo. Đấy là hộ rất nhỏ kinh doanh, với phạm vi là vài chục hộ dân ở đây thôi. Còn cứ thử mà xem, anh mà không la làng lên, còn lâu người ta mới biết đến anh. Mà quá trình mua hàng là gì? Đầu tiên nó phải biết đến anh cả đã, rồi mọi thứ tính sau. Nhưng đến bây giờ nó biết, nó cũng không biết được, sao nó mua? Thứ năm, đội ngũ bán và công cụ bán. Xây dựng đội bán hàng. Sản phẩm của mình là dùng nữ bán hay dùng nam bán? Sản phẩm của mình là dùng bọn dưới 25 hay là trên 25? Hay chỉ cần 19 đến gì 22 thôi, chứ còn ngoài 22 là sa thải? Vân vân. Nhưng có những sản phẩm thì phải ông già hơn nữa mới bán được. Vậy thì phụ thuộc vào sản phẩm và phân khúc khách hàng, đúng không? Nếu bây giờ phân khúc của khách hàng của anh là toàn người trưởng thành trên 50 tuổi rồi, có địa vị xã hội rồi, thì không thể nào đưa một đứa gì ạ? Một đứa gọi là trẻ danh, ăn nói không sạch chính tả đến nói chuyện với người ta được. Vì nó không cùng đẳng cấp, khó chơi lắm. Đúng không ạ? Nếu có đi là chỉ mang theo theo kiểu trang sức thôi. Mẹ ngồi cạnh rót rượu thôi. Tiếp tục. Quy trình, quy chuẩn bán. Anh bán theo quy trình nào? Bắt đầu từ lúc người ta nhận thức về sản phẩm dịch vụ của anh, sau suốt đến hàng năm hoặc nhiều năm người ta mua sản phẩm của anh, thì anh theo người ta theo kiểu gì? Email, SMS ra làm sao? Automation như thế nào? Hàng năm chúc mừng sinh nhật ra làm sao? Toàn bộ cái đó cộng gộp vào là quy trình bán. Chứ quy trình bán không đơn giản chỉ là cái việc là gì ạ? Đến hỏi hàng, em tư vấn xong chốt đơn hàng. Chốt đơn hàng thì lập gì? Lập đơn hàng xong ra lấy hàng, giao hàng, đóng hóa đơn hết. Đấy không phải quy trình bán. Đấy là tác nghiệp ở cái khâu đã chốt đơn hàng và hoàn thành đơn hàng. Còn nếu quy trình bán, anh phải xây dựng rộng cho tôi từ khâu tiếp cận cho đến gì? Chăm sóc sau này. Và cuối cùng, triết lý kinh doanh. Cái triết lý kinh doanh này nói thì tưởng là xa vời, nhưng thực sự nó rất quan trọng cho một kênh kinh doanh. Nó rất quan trọng cho chính sách bán hàng. Và đặc biệt, cái triết lý kinh doanh này anh phải làm thế nào đó để nhân viên của anh nó nhận diện cho bằng được, nhưng khách hàng của anh nó cũng nhận diện được. Ví dụ, cứ lên chỗ thằng kia mà mua mày ơi, yên tâm đi, chỉ cần gọi điện báo lỗi nó cho người đến đổi liền, không cần hỏi lý do. Đấy là triết lý chăm sóc khách hàng của tôi. Tôi không cần biết, cứ có lỗi tôi nhận hàng về, tôi giải quyết chuyện khác, nhưng tôi bán giá cao hơn thằng khác. Và tôi tối ưu được cái chi phí sản xuất như vậy, tôi vẫn có lời. Đấy là một cách, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Triết lý kinh doanh, tôi nói nhỏ thôi, cái tiệm phở này đi. Nếu ông chủ nó chỉ quan tâm rằng nó kiếm tiền cho nó, thế thì khi nhân viên bê một tô phở thế này, không cần biết là khách ăn ngon hay không ngon, là lát nó cứ ra tính tiền. Thậm chí khách để nguyên bát phở lại không đụng đũa một hai cái, cảm thấy không thể nào nhá nổi rồi. Mặt nó vẫn phẳng, không có chút cảm xúc nào cả. 30.000. Đấy, ra cầm 30.000 vào, không chào, không hỏi một câu. Mẹ mình tức ói máu rồi. Nhưng nếu triết lý kinh doanh của nó là gì ạ? Tối đa hóa lợi ích cho khách. Nếu triết lý là mang lại những gì tốt nhất cho khách, nó ra nó nhìn thấy bát phở, ô anh ơi, hôm nay mặn hay sao anh không ăn được à? Đúng không? Bảo ôi, hôm nay có vẻ nguội và mặn lắm em. Anh để em, xin lỗi anh, để em mang tô khác. Mà thôi anh vội lắm phải đi, thế thôi em không tính tiền. Đúng không? Đó là triết lý kinh doanh. Triết lý kinh doanh nó dẫn tới cái hành động các anh sẽ làm. Đúng không ạ? Vân vân. Thì đấy, đây là một bảy cái nhân tố nó tác động đến kết quả của quá trình kinh doanh và bán hàng. Một trong những cái thành phần tạo lên kênh kinh doanh của các anh. Rồi đến quan hệ khách hàng. Lúc trước cũng nói nhiều rồi, tôi tổng kết lại một chút thôi. Quan hệ khách hàng thì anh cần phải xác định xem khách hàng của anh cần phải hỗ trợ mang tính chất cá nhân, cá biệt hóa hay là chung chung. Thứ hai là hỗ trợ cá nhân nhưng cá nhân đặc biệt. Ví dụ công ty anh có vài khách VIP. Cá nhân đặc biệt anh phải tìm hiểu xem là gì ạ? Cuối năm anh muốn tặng nó cây đào, thì ông phải biết xem nhà nó to hay nhỏ. Anh dự kiến tặng nó cây đào là để ở vỉa hè, để ở hè nhà nó hay là để trong nhà nhà nó? Đúng không ạ? Mẹ nhà nó to cao biệt thự lớn này,
một cái sảnh bước vào nó rộng như khảnh sảnh khách sạn, mẹ bố mang cây đào bé xíu này. Thế để đâu? Thì cái hình tượng đấy nó cho các anh chị hình dung một cách khái quát là cái gì? Hỗ trợ cá nhân nhưng đặc biệt. Ví dụ bây giờ anh nào có nhiều tiền gửi ngân hàng thì biết đúng không? Nhân viên ngân hàng nó đối xử với anh khác hẳn với những người phải ngồi ở quầy. Vì anh là khách hàng VIP, anh vào phòng VIP mà chờ. Có đúng không ạ? Đó. Hay tự phục vụ. Chẳng hạn như Highland. Vào các quán cà phê khác là gì ạ? Gác chân lên thế này nè. Em, cứ mượn cái menu. Hai khách quen là em, cà phê đen đá, ít đường nhiều đá. Thí dụ thế. Nhưng Highland thì không có chuyện đó. Anh ra quầy lựa đồ giúp em ạ. Có đúng không? Anh ra quầy lựa đồ giúp em xong nó đưa cho cái phiếu, ra ghế ngồi chờ. Đợi khi nào nó reng ra lấy cà phê. Thế nếu tôi mà đi với mấy ông bạn tôi là mẹ tao thề không bao giờ vào Highland. Tại vì nó không thuộc cái gu chấp nhận cái sự tự phục vụ đấy. Nhưng tại sao mình bảo, bây giờ nó bảo là tại sao cái thằng này nó làm kiểu đấy? À, nó làm chính không phải để phục vụ ông. Nó phục vụ cái giới trẻ vào đó nghe nhạc thế nó vui tai nè. Cái phương thức tự phục vụ nó phục vụ cho những đứa thích tự phục vụ. Đúng không ạ? Thế bây giờ nó có một cái khe nó nhỏ một tí, ta cùng phân tích cái vấn đề của thị trường để ta thấy nó rõ hơn. Nó còn một cái chút cái khe nữa là thế này. Thế bây giờ cái thằng The Coffee House nó làm kiểu gì ta? À, cũng ra quầy lựa hàng em ơi, anh ơi, tính tiền xong, anh lựa đồ xong rồi, anh cứ ra bàn ngồi nhưng nó phát cho anh cái số. Thế chốc nhân viên đưa ra, mang đồ đến tận nơi. Như vậy cũng anh cũng ra tại quầy anh order, nhưng nó lại giải quyết được cho anh một cái vụ việc là gì ạ? Nó bê ra tận nơi. Tức là chỉ khác một chút thế thôi. À, thì phân khúc của nó cũng đã là khác rồi. Tiếp tục nha. Và thằng Highland còn lâu mới có nước. Mẹ uống cà phê thì uống gì thì uống. Hỏi em cái nước lọc không có, anh ra gọi nước uống. Nhưng Highland thì cho gì? À, The Coffee House thì cho một cái ly nước trắng. Lạnh. Đó. Thì đôi khi chỉ là một cái chút nhỏ như vậy thôi. Nó xuất phát từ cái việc người ta nghiên cứu rất kỹ. Xem cái khách hàng mục tiêu của người ta cần thứ gì, người ta đáp ứng thứ đó. Nhưng rõ ràng hai phân khúc rất khác nhau, tương đối giống nhau thôi, chứ không hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo, dịch vụ tự động hóa. Dịch vụ tự động hóa kiểu như là chúng ta bước vào một cửa hàng hoặc là một cái chỗ bán hàng nào đó. Chúng ta thao tác dựa trên một cái chu trình của máy tính hoặc các thiết bị. Rồi chúng ta hoàn tất cái khâu cuối. Thứ tiếp là cộng đồng. Có những thỏa sản phẩm dịch vụ. Người ta mua nhưng người ta thích được tham gia vào cái cộng đồng đó. Cộng đồng người dùng ấy. Và cuối cùng là đồng sáng tạo. Điển hình trên thế giới này thằng đồng sáng tạo là thằng nào anh chị? Nội thất IKEA. Đúng rồi. Là nó đóng hộp hết sản phẩm vào cho nó cũng chẳng cái gì cả. Ông đến mà nhận hàng mang về ông tự lắp ráp. Trong quá trình lắp ráp ông tìm hiểu về sản phẩm, ông yêu thích nó. Đấy gọi là quá trình đồng sáng tạo. Rồi Google bây giờ các dịch vụ online của nó, có rất nhiều dịch vụ nó cho phép các anh đồng sáng tạo với nó. Đồng sáng tạo ví dụ anh được góp ý về thay đổi sáng kiến về sản phẩm dịch vụ, thay đổi về cung cách phục vụ. Đúng không ạ? Anh tham gia vào một khâu nào đó trong quá trình hoàn tất quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ trước khi anh tiêu dùng, thì đó gọi là quá trình gì ạ? Đồng sáng tạo của khách hàng. Mà thông thường thằng nào làm được cái đồng sáng tạo này chi phí rẻ hơn đi một chút và gì ạ? Tạo được sự gắn kết tương đối tốt của khách hàng. 5. Dòng doanh thu. Thì dòng doanh thu lúc trước tôi phân tích rồi. Đó là chúng ta sẽ kinh doanh, mô hình của công ty chúng ta sẽ có những dòng doanh thu gì. Vì việc xác định dòng doanh thu nó cũng quan trọng thế này. Tôi nói ví dụ, có ông ấy làm nhà ở xã hội, xong rồi ông ấy bán nhà thôi. Thế bán nhà xong, hết cái gì? Vậy ông hết dự án, ông kinh doanh gì nữa? Hết. Nhưng nếu ông ấy nghĩ, thôi tôi bán lẻ cho cư dân, vì tôi xây quá nhiều nhà chung cư, bây giờ tôi mở ra các cửa hàng và tôi bán lẻ tại nhà,
hay là tôi phục vụ cái yêu cầu là sửa chữa nâng cấp trang thiết bị trong nhà. Thì đấy, ngay từ đầu dự kiến xem chúng ta sẽ kinh doanh những gì trên khách hàng mục tiêu đó để xác lập dòng doanh thu. Tiếp theo là các nguồn lực chủ chốt. Thì đó có thể là vật chất, có thể là trang thiết bị, có thể là máy móc, nhà xưởng, sở hữu trí tuệ, chuyên môn kỹ thuật. Ví dụ ông này có chuyên môn kỹ thuật về phong thủy. Cái thứ mà gì ạ? Mang lại lợi thế kinh doanh cho anh so với những người còn lại ở đây. Chẳng hạn như vậy. Thì đấy gọi là nguồn lực chủ chốt. Vậy ở đây nó chỉ có một cái ý mà tôi xin lưu ý với các anh chị. Nguồn lực chủ chốt đôi khi chúng ta chỉ nhìn rằng ta đang có thứ gì. Ví dụ bây giờ em chuẩn bị kinh doanh, em có 1 tỷ, bố mẹ cho mượn nhà, sẵn có xe, em rất thành thạo về cái nghề này. Chúng ta nhìn nhận đó là nguồn lực, có đúng không? Đúng, nhưng chưa đủ. Nguồn lực còn phải kể đến là tất cả những gì tôi có thể huy động được nữa. Tôi có thể huy động về mặt nhân lực, tôi huy động về sự trợ giúp. Thì nào thì trợ giúp về mặt nhân lực làm việc, trợ giúp về mặt pháp lý, trợ giúp về mặt tư vấn. Thì tất cả cái đó gọi là nguồn lực chủ chốt. Nhưng không nhất thiết phải liệt kê ra toàn bộ cái gì là chính yếu thôi. Nhưng ở đây tôi muốn nói một cách rõ hơn thế nào là nguồn lực. Thế nào là nguồn lực. Giống như là trước đây nó có một câu chuyện là một cậu bé ngồi ở trong công viên. Sau đó cậu ấy chơi, gần đó có một anh thanh niên. Và cậu ấy đang chơi và cậu ấy muốn lăn một cái tảng đá. Thế thì đầu tiên cậu ấy bốc những cái hòn đá nhỏ. Cậu ấy đặt vào rồi xếp thành cái hình cậu ta mong muốn. Thì cậu ta làm được rồi, về sức ta cậu ta đến đó. Thế thì đến một cái tảng đá nó lớn hơn hẳn. Cậu ta cố gắng rất nhiều lần không được. Thế nó mới tuổi quá, nó ngã phịch xuống, nó ngồi nó khóc. Thế là anh thanh niên ở gần đó ra cúi xuống hỏi làm sao em khóc. Nó bảo em cố gắng bê cục đá này đặt sang bên kia vào giữa mà em không làm được. Thế anh hỏi em đã cố gắng hết mình chưa, hết sức chưa? Dạ em cố gắng hết sức rồi. Anh thanh niên hỏi một câu cuối cùng, em đã nhờ anh chưa? Thì đấy là khái niệm của tất cả nguồn lực. Em đã nhờ anh chưa? Chứ không nhất thiết là những gì mình đang có trong tay. Các hoạt động trọng yếu là tập trung vào sản xuất hay tạo dịch vụ, hay tự thiết kế sản xuất, mua và câu phân phối. Những thứ khác không trọng, không chủ chốt thì sau này trong cái hoạch định tổ chức và cơ cấu công việc đừng tập trung vào đó. Thế thì nói tóm lại là công ty nào cũng có 3 loại hoạt động trọng yếu chủ chốt sau đây. Một là anh tập trung vào sản xuất, tạo ra giá trị thực sự rất là tốt. Còn những chuyện khác tất cả thằng khác sẽ làm. Loại thứ hai là tôi chỉ tập trung vào giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng sự cải tiến sản phẩm dịch vụ mới liên tục và chính sách bán hàng liên tục. Và thứ ba, tôi tạo ra một nền tảng và mạng lưới, thường chỉ với công nghệ thôi. Vậy với công ty chúng ta không phải là công ty công nghệ thì tập trung vào một trong hai chuyện này. Nếu tôi không phải là công ty sản xuất thì thôi đừng nghĩ đến cái này nữa, đúng không ạ? Tôi chỉ tập trung giải quyết các vấn đề của khách, cái chu trình bán và quá trình bán. Đối tác chính, nhà cung cấp, đối tác chiến lược, vân vân. Thì gọi là đối tác chính. Và cuối cùng, cơ cấu chi phí. Trong việc hoạch định cơ cấu chi phí của khung mô hình kinh doanh, các anh phải hình dung ra chi phí nào là cố định, chi phí nào là biến đổi, chi phí nào có cơ cấu lớn nhất và chi phí nào trực tiếp tạo ra doanh thu hoặc tăng thêm doanh thu. Vì có những khoản cũng là chi phí nhưng nó không trực tiếp tham gia và tạo ra doanh thu. Nhưng nó lại có giá trị trong dài hạn để giải quyết một vấn đề nào đó của công ty. Nhưng ví dụ chi phí về marketing quảng cáo, nếu hoạt động của các anh ổn rồi anh bơm thêm tiền. Trong trường hợp room kinh doanh, room về tăng trưởng của anh nó còn, anh cứ bơm thêm tiền nó tăng doanh thu. Ví dụ thế. Đó. Thì đấy là tổng thể 9 cái thành tố của một cái khái niệm gọi là khung mô hình kinh doanh. Lời khuyên, nếu ai chưa lập công ty, hãy về cầm một tờ giấy cùng với anh em sáng lập hoặc về nhân viên của mình, xác lập cho bằng được khung mô hình kinh doanh đã, rồi hãy đi thành lập công ty sau.
Rõ chưa? Vì khung mô hình kinh doanh chiều nay ta bàn đến chiến lược, các anh chị chưa chị thấy nó là nền tảng quan trọng của việc xác lập chiến lược. Vì nếu không, không định hình ra được chiến lược đâu. Thứ hai là gì ạ? Khung mô hình kinh doanh và chiến lược nó mới quyết định việc anh sẽ tổ chức cơ cấu của công ty như thế nào. Thành phần gồm những ai, có những phòng ban bộ phận nào. Có đúng không ạ? Còn bây giờ các anh thiết lập phòng ban bộ phận dựa trên cái gì? Mẹ chúng nó làm thế, em cũng làm thế. Chúng nó có phòng nhân sự, em cũng phòng nhân sự. Năm cái người phòng nhân sự làm chó gì? Đúng không ạ? Nó cũng cần lễ tân thư ký, em cũng phải có. Cần quái gì? Dưới 10 người tao làm bén đi cho xong. Cái gì không làm được thuê ngoài cho nhẹ. Vân vân. Anh chị hình dung không ạ? Cho nên là không mô hình nào, chiến lược nào nó quyết định cơ cấu tổ chức đó. Và cơ cấu tổ chức đấy nó phải cụ thể đến chức năng, nhiệm vụ và định biên nhân sự. Mà định biên nhân sự cũng chưa đủ, nó còn phải định biên tiếp về quỹ chi phí và định mức chi tiêu. Từ cái định mức chi tiêu và định mức chi phí đấy, nó dẫn đến việc cái kế hoạch về tài chính kinh doanh của anh nó sẽ là gì. Và anh quản trị tuyển dụng con người ra làm sao để anh đạt được cái mục tiêu cuối cùng như vậy. Nó đi một bộ tổng hòa, đồng bộ hóa như thế. Chứ không phải là gì ạ? Mở công ty ra một cái thì việc đầu tiên là em đi làm giấy phép. Xong rồi em đi về làm gì ạ? Vẽ mô hình, tuyển người từ từ. Xác định xem ông chơi kiểu gì đã. Rồi mới tính đến cái chuyện đó. Thì sau này ông không phải đập đi làm lại, ông chỉ sửa thôi. Ông chỉ tái nó thôi, tái cấu trúc thôi. Chứ ông không phải đập đi làm lại. Đó. Thì ok, đó là khung mô hình kinh doanh. Bây giờ mời các anh chị chúng ta giải lao. Sau khi giải lao thì chúng ta sẽ vào làm mấy việc cụ thể, tức là bắt tay vào viết luôn dưới sự dẫn dắt của tôi. Cảm ơn mọi người.